không xong rồi cho ra. Không chịu thoáng. Hết hoa khôn nữa. Cứ cho mấy chú em nó lên xem nó quay quay thế nào, nhẹ nhàng người ta xuống ra thử. Đây gì ạ? Không rồi. Cho quay tí nhá. Tim mạch có vấn đề thì trách nhiệm. Đợi tí, quay xong cái này nó ra cái thằng tứ ạ. Thằng này thì nguyên tắc của nó chỉ lên xuống chỉ thẳng đứng thôi chứ. Thấy cái cú xoay của nó thân xoay trong lồng à, vừa lên vừa xoay trong cái xin anh chỉ là kia anh nhé, xoay chỉ là kia kéo này. Đấy, hành khách là phải thắt dây an toàn đeo đai. Mình một lần chơi thì sao xuống mặt thái bếp. Thì đi lên cảm giác là chỉ cho em vào đi. Đi đéo được đâu. Đi xuống, không mất tiền mà. Không mất. Già rồi, người ta đừng có chơi chống cỏi. Tim yếu rồi. Choáng đấy nhỉ, nó quay nhanh lên mà choáng. Cái tốc lượng chúng ta là cái chuột. Không, tốc lượng nó thấp mà không phải cao. Úi trời, ở cái công viên Bích Đẳng, công viên Phủ Lệ nhanh lắm. Lào như điên. Mình cũng không giỏi đi đồng thép ra, đồng thép ở Hạ Long ấy. Đồng thép ấy. Cái đồng thép nó đã lộn được rồi. Đi rồi. Chết thì cho hoa cho xuống. À, nó chứ nó quay quanh đĩa dưới. Lên theo thẳng đứng nhưng quay theo đĩa dưới. Mình thì đáy là quần. Chơi tự do đối trọng kia, đối trọng tù đấy kìa, không đối trọng trên đi anh nhỉ, cái đối trọng ở đấy, đối trọng trên ở đấy. Phanh cái hàm cái bỏ mẹ không, cái hỏng cái chết rồi, không nó còn là hàng chủ lực này, chân đồng cái đây là như cái thang chủ lực này, chân đồng cáp chủ lực cái này. Đấy, để lên, để lên, những con rơi là rơi tham cáp kia.
Thử rơi thang máy. Đấy như thử rơi thang máy. Thank you.